có thể farm rừng được. Insania Pango sắp 5 anh em ạ, không phải là một con sắp 4. Thế thì em lại đánh giá lại. Nếu là... SD là sắp 5 thì cái len SD và Chon là một cái len rất khỏe. Còn nếu mà Pago sắp 5 và một con Chon đánh đúng với Chikari mà gặp một con Rubik và một con Doom thì cái len đấy nó... không khỏe lắm. Nó cứ thế nào đúng không? Hơi đuối, hơi Pango đuối. Sắp 5 chắc là chỉ là lên level 6 có cái lăn bóng thì đi quậy thôi nhỉ. Chứ bảo Dewdam nó khó lắm. Không, tầm thời điểm đi len anh ta đã rất khó chơi rồi, không thể nào chơi hit với cả một con Rubik được. Anh ta chạy lại gần, ít nhất là cái với cái việc mà Pago có thể chạy lại gần vào vị trí của Milan, anh ta đã phải ăn đến từ 2 đến 3 nhát đấm rồi. Tích một con Pango sắp 5 ạ, hơi lạ. Thật sự lạ anh em ạ. À, một lựa chọn cực kỳ táo bạo đến từ các thành viên bên phía Team Liquid, nhưng có vẻ như trong trận đấu này họ sẽ muốn đổi lane. Một con Chon Warlock và một con Pago khi mà đối đầu cả Spec Oracle thì sẽ không ngại. Con Chon vẫn sẽ farm được. Đúng rồi, cái lab của Liquid thì mình đánh giá là đang thiên hướng solo hơn đấy. Đúng. Về kỹ năng bản thân, chứ còn lab của Mood Golem vẫn là những cái con hero thuận tay. Một con Storm của Boraniza, 3-3, một con Doom, nói gì nói, một con Doom offlane nó rất là classic rồi. Đúng. Còn dễ lab dễ đánh hơn mà đúng không? Milan game đấu này một con Rubik mình nghĩ là cũng khá nhiều skill để cướp đấy. Một úp của SD này, lăn bóng của Pango mình nghĩ hơi khó. Tại vì thường thường đánh Pango mà team địch có một con Rubik thì anh em sẽ gọi là đi nhảy luôn, dùng skill 2 luôn. Sau khi lăn bóng thì Rubik sẽ không cướp được. Đúng rồi, Taiga đánh một con SD này sẽ là lên một cái gậy xanh sớm. Nếu anh em nào có theo dõi Taiga từ lâu thì biết farm rừng, stack các thứ có một cái gậy xanh rất là sớm đấy. Mắc 3 trước thì phải. Pango sắp 5 ít khi thấy, khá là ít khi đấy. Nào và chúng ta cùng đến với cả game đấu khi mà các thành viên bên phía Team Liquid họ lựa chọn một cái lineup hơi tham. Cái kiểu quick tham này hơi giống Puppy. Anh thấy là cái lineup này hơi khó đánh đấy. Trông thì rõ ràng nhìn draft, rõ ràng các thành viên bên phía Mad Golem họ đang có một cái chia lane nó bài bản hơn. Còn bên phía của Team Liquid thì có lẽ là nghĩa là họ cần phải swap lane thành công hoặc là đi một cái lane trip. Void Spirit sẽ phải là một con hero chịu khổ. Void đánh off lane à? Chắc là hướng đánh sẽ là lên gọi là spec maker các thứ khó chịu đấy. Với cái phong cách của Bossy sẽ là những cái lên đồ dày máu, gãy lốc các thứ để quấy, chứ không phải là một con Void Dewdam đâu. Taiga đánh một con SD mua 3 quả xoài và 2 bình máu mana, rất là nhiều mana để spam skill. Nhưng mà lưu ý đối phương có một Oracle có thể giải được những cái stack của con SD này rất là dễ dàng thôi với cái skill 1 của mình. Có vẻ như là rune Liquid đang ok. Skyter nhanh tay. Thế này thì 3 rune dành cho Mood Golem rồi. Chậm, hơi chậm tay của Bossy để spec ăn được con cái rune bounty đấy. Vâng, mà bây giờ thì rõ ràng là vị trí các thành viên bên phía của Mad Golem một chút lợi thế, có lẽ là ở khu vực lane mid sẽ dành cho Boraniza thôi. Con Storm đối đầu với cả một con Invoker có lẽ là không ngại ngần lắm, bởi vì Storm thì có khả năng clear creep tương đối nhanh. Chính xác, Storm này chủ yếu là farm bằng skill ấy. Đúng rồi. Đánh hai con creep nó máu yếu đi, đặt ra quả bóng là last hit cùng một lúc hai con. Đấy, dễ mà. Cản Storm đi mid thì mình nghĩ có quy luật bên các thứ. Khéo nha, Quay va. Anh ta đang ăn miếng trả miếng với Storm ở khu vực lane mid. Nhưng mà có lẽ là phải chờ tới tầm khoảng level 3 đi. Con Storm Swift nó sẽ thể hiện sức mạnh của mình nhiều hơn. Đi ra có level 2, có một điểm của skill 3 thì có thể harass. Lock là rất chính xác đến từ vị trí của Quay va nha. Sự là đánh một con Invoker mà em không nghĩ là Quay va có thể đánh hay được đến như vậy. Ít nhất là cảm giác anh ta đang đánh rất thuận tay.
Mickey ở lên top anh nghĩ sẽ không thoải mái farm đâu. Rubik với cả cậu Doom ấy. Banco nó sắp yếu lắm, nó không thể nào cover được một con troll cả. Nghĩ là họ sẽ có một cái đổi lane từ đầu game nhưng có vẻ như họ vẫn đang thi đấu rất cơ bản thôi, để cho Insania đánh sắp 5 cầm một con Banco. Thực ra nếu mà để troll đi lane với cả Spec thì lại là một lane dễ dành cho troll. Với lợi thế về tập đánh, với lợi thế về cái lượng đam tay thì rõ ràng rồi, vị trí của Trung Warlock đi lên sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc phải đối đầu với cả Rubik và Doom. Nhờ đây thì Isania đang làm tốt quá. Anh ta có cho mình một cái Oveno liên tục cấu trí của người Milan, và có lẽ là đây sẽ là một cái lợi thế về mặt kỹ năng. Khi mà Milan thì là một con hero tay dài nhưng lại đang thua chết hit so với Isania. Pha đấy anh ta chủ động di chuyển để chống cái pha stack bãi nhỏ đấy. Đúng hợp rồi. Lý của Milan. 3-3 lên top vẫn farm khá tốt. Farm bằng chôn, nghĩ là farm ổn. Lên mid thì cũng là đều nhau thôi, 1-9, 1-10. Bắt đầu có level 3 rồi, nhưng Storm này không phải là con Storm cộng 2 điểm bóng. Ở đây thì Bossy di chuyển vào muốn lấy mạng của Fata. Fata yếu lắm rồi. Đó là vẩy thứ hai vào người. Khó. Có lẽ là phải 4 vẩy thì may ra mới giết được vị trí của Fata. Mà stack đến 4 vẩy sẽ là giải luôn của Oracle. Anh nghĩ là đến 3 thôi, 3 vẩy thôi. Cảm thấy hơi yếu một chút thì anh ta sẽ tự giải cho mình luôn. Chính xác, đi một con SD năng 3 này anh em chủ động mua cái stick. Mình nghĩ là đi lên ổn thôi, không hề thiếu mana đâu. Trận đấu này thì có lẽ là vị trí của Pago trong tại Isania, anh ta đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Rubik yếu máu, không bao giờ dám di chuyển lên cao với con Pago và Chôn. Anh ta có thể ăn hai cú slow và không và tạm biệt luôn, không kịp di chuyển về. Khả năng zone lane đến từ một con Pago trong trận đấu này có vẻ là nằm trong tay Isania khá là hợp lý này, để một con troll có lane free. Và đây vừa nói xong, vâng, di chuyển lên hơi cao thôi, Milan đã bị đánh cho tập tễnh đi về rồi. Rất may là còn có giày. Pha đây phải là mình nghĩ là hít rưỡi nữa đi, một pha ném diều thì may ra vẫn là chưa về của Milan. Đánh rất khó chịu, chủ động ra giật một cái trừ set trừ đam. Trên này rõ ràng cái việc mà có lợi thế cầm một con Troll Warlock thì Doom sẽ phải lùi thôi. Doom không thể nào đánh tay đôi với Troll Warlock được. Ở đây thì Isania có một cú chém Rock Lucky Shot, tiếp tục đó là Spark Buckle. Bây giờ thì bà bạn bỏ mạng lại xuống, Isania xíu nữa thì chết. Nhưng mà Mickey đã có mạng rồi, và đó là mạng First Blood dành cho các thành viên bên phía team Liquid. Lãi dành cho phía Liquid. Và đấy là một cái Lucky Shot, nó proc đúng cái tham, làm cho con Troll, con Doom này yếu đi rất là nhiều. Doom là không phải một con đầu game có armor lớn mà còn bị trừ armor nữa. Troll đánh vào rất là thấm. Chết chậm một chút nữa thôi thì cái mạng First Blood dành cho Mood Golem, nhưng mà Mood Golem hơi chậm. Vâng, và đây đấm vào vị trí của Rubik và Isania tiếp tục tràn lên thôi. Anh ta đang thể hiện cái khả năng chết hit thực sự rất tốt ở tầm thời điểm đi lên. Milan không hỗ trợ được cho 3-3 nhiều. Mickey và Isania sẽ lùi về thành công cả hai thôi. Milan có vẻ anh ta đang để lượng máu của mình hơi thấp, khiến cho cái việc thi đấu ở lane của anh ta nó mất đi sự tự tin. Anh ta không hề dám lên chết hit. Milan vừa có một pha anh nghĩ đánh giá hay, tại vì con mắt nó sắp hết đi. Anh ta chủ động đánh vào người con troll này, làm cho phía Liquid biết là có mắt ở lane. Cái mắt sắp hết rồi. Ồ, con gà của Mickey mang đồ chết anh em ạ. Hơi thốn dành cho Chôn đây, máu và một cái huyết bên. Chôn sẽ bị áp đảo tương đối nhiều khi mà cái lượng đồ tiếp tế của anh ta mang ra thì chính đã xác bị đối phương chặn mất rồi. Có cả máu ở huyết bên thì mình nghĩ khá thọt đấy. Sẽ là một pha Insania về thì ghen và mang đồ lên không, mang máu. Một vẩy nữa thôi, Insania sẽ chết. Nhưng mà rõ ràng anh ta đã có một tình huống giúp kinh tương đối tốt và hách não đối phương kìa. Milan không thấy Insania ở đây, anh ta biết sẽ rồi di chuyển về thành công thôi. Còn một cái sọc nữa thì mình nghĩ là Milan không có mana để giật, khó. Khu vực lane mid này, Cueva anh ta đang áp đảo hơn một chút về cái lượng level khi mà Storm Spirit phải di chuyển vào trong rừng để có thể farm. Cueva đánh theo đường băng set rồi. Chính xác. Buaniza sẽ phải đánh thực sự cẩn thận. Nếu như có support rotate ta gank thì anh ta cần phải có cho mình level 6 thì ít nhất có thể chạy trốn được khỏi con invoke cơ. Cái đường lửa thì mình thấy đánh đấy, nhưng mà team có một con coi hay thấy chứ bây giờ invo sẽ là thường xuyên đánh băng set tạo khoảng trống cho team. Này thì 3-3 cũng rất đánh đá quay ngược trở lại, nhưng đó là một phi diều tiếp tục có xoay diều đến từ vị trí của Mickey, nhưng chém không proc chói rồi, khó. 15 chạc stick
15 chạc stick có lẽ là vẫn sẽ di chuyển về an toàn thôi. Đúng rồi. Sau khi có level 6 thì Storm di chuyển vào rừng ăn cái pha stack của Fata, stack từ đầu game. Hợp lý thôi, sẽ là farm bù sớm của Storm. Mình để ý là nếu mà bắt Storm game đấu này thì là phụ thuộc rất nhiều vào bộ combo của Void đặt bóng ra đấy chứ. Chưa có cái gì cản của con Storm này cả, thật sự. Để bảo một cái chói của con trôn nó khó. Trừ khi anh em SD úp vào và đặt một cái bóng con Void ra thì mới có thể giữ chân được con Storm này thôi. Liệu có lên Orchid của Quaiva không? Quaiva đang lên mid farm khá free farm. Mười một một vào đây rồi, cầm ra cho mình nó là một cái Fate Brush. 7 phút hai bên mới chỉ có cho mình một kill thôi, một cái thế trận mà cả hai chậm quá nhỉ, rất cẩn thận. Một tôm bay để né cho mình với tình huống EMP và để mình né được không thành công rồi. Thằng mình hơi tệ từ Braniza mà quay trở lại trả hit rất đau đến từ vị trí của Quaiva. Và để anh ta bay xa hơn một tí nữa thì anh nghĩ là né được. Và đây là bay hơi gần, mất đi một nửa mana rồi, sẽ là mua bình máu mana ra rồi thăm rừng đi chứ đi lên một con đi cờ hơi khó chịu. Check rune, liệu rune có dám nó bot không hay là rune top. Có vẻ như rune top rồi, hơi đen cho Braniza. Một cái rune arcane mà để Storm lấy được thì có lẽ là câu chuyện khác. Đã có ơn của Quaiva rồi, chủ động lên top ganh nhưng mà đã phát hiện ra rồi vị trí của Rubik đứng đây. Ba ba thì vẫn là một con Doom. Anh thấy ba ba là một cái người chơi offlane nó ổn định lắm luôn ý. Đánh con gì cái độ farm của anh ta nó ít khi thọt lắm. Thọt thì nghĩ đến S4. Lúc nào cũng thọt đúng không? Một khi đã xanh thì game rất là dễ cho lần, nhưng mà một khi đã thọt thì game khó. Thành bại tại S4. Đây thì cũng có một con spec farm cực kỳ tốt nha. Bắt vào một chiếu spec EMP đặt ngay dưới chân. Có một chiếu boxy. Bắt vào Skitter rất nhanh. Khó lắm. Lốc mạng này cho các thành viên về phía team Liquid. Một khi đã lốc thành công thì kiểu gì có một pha đặt bóng ra của Boshi và lượng máu của Skyter lúc đấy không lớn. Trận này nếu đánh với tầm thời điểm mid game, các thành viên về phía team Liquid họ sẽ phải sắp xếp một cái đội hình thực sự tốt nếu như không muốn bị thiếu đam rồi mọi người. Đối phương có Oracle bảo kê, họ có một con Rubik nữa, họ chỉ cần mất một nhịp thôi thì cái khả năng dồn đam các thành viên về phía team Liquid nó sẽ tương đối kém. Boshi đang quick buy luôn thẳng một cái xanh em ạ để bắt Storm à. Ok. Vừa mới nói xong thì dưới boss này đó là vị trí Oracle gặp nguy hiểm và các thành viên về team Liquid họ lại có mạng rồi. Đổi mạng. 3-2. Hai support 5 đổi với nhau nhưng mà bên phía Mood Golem ăn được bãi stack rất là lớn. Mình nghĩ là phải 3 stack, 4 stack đấy. Một bãi ngon dành cho Storm. Mèo mù vớ được cá rán. Justy Silvo ra một cái xẻo. Nhưng mà rõ ràng các thành viên bên phía của team Liquid thì trận đấu này họ đang thi đấu chủ động hơn một chút ở cái việc là gank vào vị trí carry. Trong khi mà Liquid họ gank tương đối hiệu quả vào khu vực lane mode, khiến cho Spec buộc phải đổi ra chám lại khu vực lane mid, thì bên phía của Mad Golem họ lại không làm được điều tương tự. Khi mà Chu Warlock vẫn đang có cho mình khoảng farm rất free, 4.200 tiền trên người rồi. Khoảng cách bắt đầu giãn ra khoảng 500 tiền so với một con Spec. Spec đang hướng lên một cái giáp phản, farm rừng nhanh hơn. Hợp lý, dạo gần đây thì Spec thường thường làm ra lên giáp phản sớm. Rồi mắc 3, lên một cái Radiant. Liệu có game đấu này lên một cái Radiant có hay không? Hay là Manta, rồi Ascadi. Braniza như là hướng thẳng lên một cái Orchid rồi. Có một cái gậy rồi, còn thiếu một nửa nữa. Đồng vấn đây, Braniza 3-3 tận dụng lợi thế con xe. Các thành viên bên phía Mad Golem họ muốn lấy cho mình cái trụ của Glen Top. Và rõ ràng Liquid họ cũng không thể để yên được. Nhưng Quaiva anh đã di chuyển hơi quá rồi. Và đây thì bị bớ lại ngay đến từ vị trí Vizania. Quaiva tiếp tục bị đuổi theo. Đó là swap bằng cổ trộm được đến từ vị trí Rubik. Lượng đam đã đủ và đó là double kill dành cho Braniza. Lần này thì anh ta né thành công EAP và tiếp tục đây là Taiga úp lại đối phương nhưng cái lượng máu anh ta thấp lắm rồi. Storm quyết định bay lên không, bay lên rồi nhưng lượng mana đang bị thiếu đi. Taiga đánh rất đắt nếu nhưng đó là triple kill dành cho Braniza. Đánh khéo của Taiga đấy nhưng chưa đủ anh em ạ. Bộ cái combo Doom và Spec Horn rất là khỏe, đã tận dụng tốt rồi.
vừa ăn được 3 mạng và một trụ. Sẽ là đợi skill hồi rồi combat tiếp. Pha ganh đấy mình nghĩ là Info đang đi lỗi hơi lỗi vị trí một chút. Đúng rồi. Đấy, anh em nào có thể chưa biết thì giáp phản bây giờ có thể phản được cái bãi star bãi quái rừng rất là tốt, farm khá ngon. Nếu mà spec kết hợp mắc cả 3 nữa. Năm ba và hai ca net change dành cho các thành viên bên phía của Mudgoland. Sự là 12 phút hai ca net change cũng sẽ là một cái lợi thế nó không hề nhỏ. Lợi thế đấy, đu farm nữa cái này. Và đây thì vừa mới nói đến đu mà anh ta bị lốc, bị EMP tiếp tục đó là câu snap. Và bây giờ quả bóng lăn tương đối đẹp nhưng phía sau có Oracle cover làm sao để giết được Doom này. Khó. Cực kỳ nhanh chóng đến từ các thành viên Mudgoland, có Milan. Có là cổ phía sau thì Sadia thì vào hơi sâu rồi. Lần này chắc chắn không rút ra được. Đó Dom lên tinh để cho Bora đi ra. Ê một con Doom nhưng mà có là cổ đứng sau. Khác gì tự sát đâu. 12 phút Storm cầm Orchid rồi. Thôi xong các thành viên phía team Liquid cực kỳ khó thở đây. Chính xác rồi, khó thở đấy. Invoker có mỗi một cái ơn ghẻ thôi. Bây giờ lộ mặt ra mà để Storm túm vào thì mình nghĩ là chết sẽ chắc. Nhưng mà anh em quên mất là vẫn còn một con Troll free farm của Liquid rất là xanh. Troll trận này em đánh giá không cao, có rất nhiều thứ để cai Troll trong trận này. Khóa tay này, khóa tay có BKB đúng không? Túm cổ rất nhiều Bora đi ra, còn đang rất xanh nữa, mega kill rồi. Game đấu này Troll bị counter bởi một con Oracle đầu game ấy anh em ạ. Đầu game không thể nào đánh nhau được, một cái khóa tay là counter Troll luôn rồi. Khóa tay, túm cổ, nhấc đít và nếu đúng. Mà có thêm một cái gậy lốc thì thôi. Mà con Troll này lên BKB sớm là con dao hai lưỡi. Thật sự là con dao hai lưỡi. Nếu mà cái BKB phải kết thúc game được cũng sớm ấy thì mình nghĩ là ok. Cái vấn đề là BKB anh ta phải êm được vào người support. Còn BKB không thể êm vào người gác co được. Nhìn co của bên phía mắt Golem kìa. Quên mất còn một cái Doom. Doom và cả một con Storm Swift nữa. Làm sao để một con Troll êm vào được một cái con ba cái con hero như vậy. Thật sự khó. Cái lineup của mút Golem mình như mình Khánh đã bảo là đầu game ban pick thì dễ đánh hơn rất là nhiều. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Còn bên phía lineup của Liquid một con Bango sắp 5 để lấy một cái lăn bóng thôi, mình nghĩ là không đáng, thật sự không đáng. Đi lên cũng yếu. Stupendous. Vừa lên bắt tờ một cái búa đánh lan của Troll gia tăng lượng farm. Troll game đấu này mình nghĩ là sẽ lên một cái song kiếm, Santanic các thứ để chống Doom, Doom nhanh hơn đi. Thì có thể chơi game được. Có vẻ như là thấy Troll rồi, biết Troll farm trên này rồi. Scan ra trúng luôn này. Chủ động cắm một cái Sentry ra check quát của Insania nhưng mà không check được. Bay thẳng lên muốn nhắm vào Insania nhưng mà Bora đi ra thì có lẽ anh ta không cần phải quá vội vàng. Pha đấy là anh nghĩ là Pango người thính đấy. Chủ động là một cái sọc xuống đồi luôn. Pango mất, à chính xác hơn là Storm mất đi một nhịp. Đánh cẩn thận không đai xuống. Đây rồi, Invo đang quick buy một cái gậy lốc để chống cái Orchid của Storm. Đã bảo rồi mà. Không có gậy lốc, không có BKB thì sẽ là bị Storm bắt vào liên tục thôi. Của các thành viên về team Liquid, mọi hy vọng họ đang đặt chọn lên file của Mickey. Anh thấy là có rất nhiều bãi Stack Asian đang chuẩn bị được ăn rồi đấy, như là 3 hay 4 bãi. Moxie cũng là một combat chủ lực nha, nhưng bây giờ thì vừa mới nói xong anh ta bị êm vào ngay. Đối phương mới chỉ check Moxie thấy anh ta có hai mảnh của cái gậy xanh, lập tức lao vào ganh luôn. Thì gì mạng mà, có kit. Một cái thời điểm phải nói cực kỳ nhạy cảm đến từ vị trí của Bosi. Anh ta đang cố gắng sắp hoàn thành xong cho mình gậy xanh thì bị đối phương túm vào rồi. Gậy xanh bị delay, bây giờ các thành viên phía team Liquid đẹp nhà sẽ cực kỳ khó khăn. Nào, bớ lại vị trí Storm lựa chọn coi đúng hay không. Đặt EMP, Storm tiếp tục lăn bóng đè vào. Lượng trên stun là có nhưng ngay lập tức phía sau Oracle đã cover được Bora Ninja rồi. Insania hình như không tăng skill 2 à anh em. Không có skill 2 để Rubick cướp được cái lăn bóng rất là nguy hiểm. Cái lăn bóng của Rubick thì sẽ không bị cái thời gian delay. Đúng rồi. Cast phát là xong luôn. Đúng rồi đấy. Hơi quê nhỉ, mà để Rubick cướp được cái lăn bóng này khó chịu đấy.
một cái skill cực kỳ khó chịu trong tình huống combat. Họ đã có quá nhiều thứ để cai con Chung Warlock này rồi. Như mình lại đã bảo, thêm một cái lăn bóng nữa. Caster bên ESL cũng đang chỉ vào cái nhảy của Pango. Không hiểu tại sao Yuzhanya không lấy một điểm đi. Một con Pango sắp 5, mắc một bà, hơi bất cập. Đã có BKB của 33 rồi đây này. Một cái BKB rất là sớm, 16 phút đã có BKB rồi. Khó đánh cho các thành viên phía team Liquid rồi. Nhưng bây giờ thì lại một tình huống di chuyển ra hay. Và bớ ngay vào người Oracle. Lượng máu đang cố gắng hồi lại nhưng không thể sống được rồi. Fata bỏ mạng lại nhưng đây thì lăn bóng tới. Và đây một cái lăn bóng có thể sẽ lấy đi mạng Isaria. Nhưng Isaria lăn bóng lùi trở về rồi. Hơi vội của Milan, thực sự hơi vội đấy. Nhưng ở mid này bị bớ vào và Taiga Demonic bớt thẳng ngay vào người con Storm. Bây giờ Storm làm gì đây? Storm hồi như anh ta bay ấn vào cái minimap. Anh đã bị tưởng rất nhiều rồi. Storm Spirit vào một tình huống bay thẳng vào lòng địch và lăn ra chết. Chính xác, Storm hình như ấn nhầm vào minimap anh em ạ. Nên là anh ta bay ngược lại. Hơi chốc của Storm. Một con Storm Spirit đang bay ngược lại bản đồ. Và đây tiếp tục đó là vị trí của 33 di chuyển lên. Một tát vào người của Taiga, lượng sát thương đang là rất nhiều. Một mở Scott Earth lên dí theo. Taiga có phải chết đây không? Anh ta có thì clip kết lùi về thành công rồi. Hết cái stun rồi, không thể nào cancel đi cái TP của Taiga được. Pha đấy mình đã bị rồi. Thật sự là anh ta để cái minimap là to ấy. Rồi cái click chuột ấn nhầm về hướng ngược lại, thế là bay ngược lại luôn. Phải đây là mistake thôi anh em ạ. Hơi đáng tiếc. Vâng, và một con Spec trong tay của Skitter. Sẽ có hai con bóng thêm của SD và họ đang hướng tới khu vực hàng Roshan. Với cái Desolate, có lẽ là họ sẽ làm được con Roshan này. Và Sunshine vào tới nơi rồi. Các thành viên của team Liquid họ rất có lợi cho những tình huống teamfight ở trong một khu vực hẹp như thế này. Và quả bóng đã lăn tới rồi nhưng các thành viên bên phía team Macolem họ lùi ra hoàn toàn. Isania lăn bóng chúng ai đấy. Oracle là người bị bỏ lại. Lại di chuyển để Oracle lại phía sau đây bắt vào được vị trí của Invoker. Không sao cả, được cover ngay đến từ những người đồng đội. Nhưng Invoker có chết không được cuối mạng, bỏ mạng lại đây rồi. Tiếp tục là vị trí của Bossy. Anh ta chém một con Astro Spirit chiêu 3. Và đây thì chiêu quá long tới vẫn tiệc tàn rồi. Khi Mickey xuất hiện ở đây và cái gậy xanh trên người Bossy nó làm được quá nhiều điều. Còn Roshan này liệu có nằm trong tay các thành viên phía Team Liquid hay không đây? Họ mở cho mình đó là Battle Chance lên rồi. Spec muốn di chuyển vào để có thể cướp được cái Kinesis này. Nhưng một cái bóng đã được ném ra và Skyter đây rồi, anh đã di chuyển vào được. Và đó là tấm Kinesis dành cho chiếc Mickey. Và ta quay sang tấm Skyter luôn. Bây giờ thì sẽ phải lùi về Boraniza, di chuyển ra cùng những người đồng đội mình. Bắt ngay với chiếc Isania không được nữa rồi. Và có lẽ sẽ phải bỏ mạng đây đến từ chiếc Spec hay không đây. Oracle tiếp tục bị lốc lên và ăn EMP vào người. Và chỉ đến đấy thôi, các thành viên phía team Liquid họ lấy lại được cho mình một chút lợi thế để có thể câu kéo trận đấu ra rồi. Một con troll nó rất là to, thời hiện tại vào cái gậy xanh của Bossy làm cho con Storm này không có BKB, hơi khó đánh. Dính hai cái vẩy silent là của con voi này là mình nghĩ hơi toang. Storm đang hướng lên một cái blast stone, không phải một cái BKB. Sao không lên cái vẩy gỗ nhở? Anh ta muốn đốt cháy giai đoạn à, lên một cái blast stone sớm. Nhưng mà có hai cái silent của con voi là hơi bứ nha. Troll vẫn là một con troll to, cái Fury của mình. Ta bắt đầu bứt network rồi. Pha đấy 33 cái BKB nó cooldown anh em ạ, nên không có BKB để dùng, anh ta chết. Pha hơi đáng tiếc một chút, thật sự. Có một cái Crimson Net của Spec thật ra. Mình đánh giá là cái item này rất là ngon của Spec. Khi anh ta có cái Manta nữa, dùng cái Crimson Net này có thể solo kill Pango đi. Và các thành viên bên phía của team Matgolem họ vừa quăng đi những cái lợi thế rất lớn mà họ đã nỗ lực đạt được tầm thời điểm đầu game. Bây giờ thì thậm chí là nhìn vào Liquid họ còn có lợi hơn trong những tình huống teamfight nếu như mà Bossy có thể làm tốt. Liệu có bắt được team vô hoặc là có vẻ như là biết thì phải. Nhưng Liquid họ cũng đã di chuyển rất đông người xuống dưới này rồi. Isania cũng đã có mặt và Swag Bacco ra nhưng ngay lập tức bị túm lại. Và đây Boraniza
được úp lại có thể cover, nhưng Taiga cũng lộ vị trí luôn, có thể họ sẽ bắt hai support đây. Taiga đang bị dí vào, nhưng Skitter có những killing spree khi mà hạ cùng được Pago và thậm chí giết cả vị trí của Invoker rồi. Mickey, anh ta sẽ mất đi cho mình cái Genesis mà không kịp làm gì cả. Chắc chắn là Invoker đã ăn Doom. Còn bây giờ thì ăn sai lượt đến từ vị trí Boxy, và anh ta chạy đi đâu đây, bị túm cổ giật ngược lại đến từ Bora đi ra. Và không thể làm gì hơn, chỗ Warlock trong tay của Mickey chỉ có thể rút chạy thôi. Một pha chết thay của Boxy, nhưng mà pha đấy Boxy không ra thì chắc chắn Chôn sẽ chết hai mạng anh em ạ. Pha đấy chết cũng hợp lý thôi của Boxy. Combo Doom và Horn của team Wood Golem rất là khỏe. Tìm vị trí của Invoker dễ để Doom có thể blink, à có thể di chuyển vào Doom được. Pha đấy quay va không được chơi game. Một tình huống đập smoke bắt ngay được hai support của đối phương, cực kỳ khó chơi cho Liquid khi mà họ bắt support. Đúng rồi. Sẽ là một cái Bloodstone sớm của Storm đây. Bloodstone rồi lên BKB cũng được, hợp lý. Khi mình đang có lợi thế mà. Nói gì thì nói, Storm đang rất là xanh, chỉ có một pha mistake của anh ta ở mid thôi. Cướp được một cái úp của Mila thủ SD khá ngon, mình đánh giá cao cái cướp này. Và đây Mickey level 17, anh ta có song kiếm chéo trên người Battle Fury và đang hướng tới cho mình một cái BKB. Chính xác rồi. Nhưng quan trọng là đồng đội đừng có để anh ta ở lại một mình như pha combat vừa rồi. Đấy, Mura Ninja bị nhìn tới nhưng không, đó là vị trí Oracle anh ta đã bị êm vào, nhưng ngay lập tức cover đến từ vị trí Ubik và Fade Addict ở của phía sau. Dậm Stator tiếp tục, đó là giật gấu vá vai, túm ngay được vào vị trí của đó là Quaver rồi. Nhưng bây giờ thì người đầu tiên lên bảng điểm số là Taiga. Oracle cũng đã bỏ mạng đây, Spectate cho mình mana chôn, mở Battle Chance lên, bực búc cho mình một cái Arclac Luity đập rất đau đến từ vị trí Mickey. Anh ta bị úp lại rồi, nhưng bây giờ thì sẽ phân thân ra và đẩy cái trung phục Lemmit này thôi. Các thành viên phía mắt Golem không còn gì để chơi rồi, không có Doom. Đánh bây giờ sẽ rất thiệt tình cho mắt Golem. Pha đấy là đi lỗi của Spec, anh ta không có Horn mà anh ta di chuyển sâu mặt ra rồi một con chôn. Hơi sai, mặc dù Baba đã stun những cái pha stun 2 rất là đẹp rồi, nhưng mà pha đấy không có skill, không có Doom. Có một cái BKB thôi. Liquid tính toán skill của team Golem là chuẩn bài đấy, pha đẹp mình đánh giá cao. Biết là không có Horn và không có Doom, chủ động đánh nhau luôn. Kéo lại một chút lợi thế dành cho Liquid. Mặc dù team Liquid chết nhiều nhưng mà con Chôn này vẫn là xanh nhất bảng, không hề thọt đâu. Vẫn là đánh được rất là tốt của team Liquid. Spec di chuyển hơi lỗi nhở anh em nhở. Pha đấy bị Chôn nó êm vào nhanh quá. Bật Battle Chain lên êm thẳng luôn. Mặc dù có Manta giải nhưng mà không thể nào thấm tháp được. 15-9 dành cho các thành viên Mad Golem. Họ dẫn trước 2k network, nhưng bên phía Olympic họ hoàn toàn có thể chơi được. Khi mà rõ ràng cua vào trận đấu này, anh ta không chủ động chơi đam, anh ta chủ động chơi theo cái đường khống chế, đánh một con Invoker khó chịu để cho Mickey có khoảng trống để có thể lao vào giữa và càn quét. Mickey vẫn là người chơi carry ổn định này, mình nghĩ khá ổn. Farm gánh kèo 15k network rồi, nhưng mà có cái mặt hai con dao hai lưỡi thì anh ta nếu mà dính Doom thì sao nhở, nó hơi khó đúng không? Thì mình ta không có con nào có đồ cả, rồi hết tài nguyên để cho Chôn rồi đấy. Lại có skill, lại đi smoke tiếp của Golem. Có Horn, có Doom rồi. Có Horn, có Doom và có cả Full Promise có nữa. Hết, đầy đủ luôn đấy. Và Storm Spirit bay thẳng lên, bắt ngay được đó là một con Bago. Killing Spree dành cho Mura Ninja rồi, còn tìm ai không đây. Void Spirit cũng đã show mặt ra. Hết kéo rồi của Storm nên anh ta chủ động không đai. Vừa nói xong vẫn lao lên, và các thành viên bên phía của team Liquid họ phải sủi thôi. Nhưng không, đó cũng nhấc lên rất nhanh tay từ chính Ubik. Và bây giờ thì chạy đi đâu đây, đang cố gắng lùi về nhưng bị sai lần ngay. Hoàn toàn có thể lùi ra được đến từ Mura Ninja khi mà anh ta được búp cho mình một cái Full Promise. Skitter di chuyển tới chém chết ngay vị trí của Oxy. Và đấy thì Storm anh ta tin tưởng Fata đứng đằng sau, hợp lý. Di chuyển bay để né cái EMP thành công. Vẫn còn Doom nha, Chôn nên cẩn thận. Và các thành viên về team Liquid, nếu như trong trận đấu này họ để cho một con Spec có cho mình cái default, cực kỳ khó chịu. Hoặc là một cái ai luôn thì anh nghĩ là cái ai ngon luôn đấy. Trận này thì em thấy là Spec đang chủ động lên cho mình cái default. Lên default à? Ok, được thôi. Có khả năng burn mana, làm cho con bóng khỏe hơn, có cả Stark, Agi các thứ nữa. Được, tí lên ai sau. Mickey mà bị chém cho hết mana không mở được Battle Chance thì đó sẽ là một cái hơi mệt đấy chắc nhỉ? Chắn đó sẽ là một tình huống mà bên phía của Liquid họ phải nhớ.
check nhớ rất lâu nhỉ anh em nhỉ, tại vì có một cái Blaston các thứ đồ của tôi mình nghĩ là ổn rồi, có BKB các thứ đồ, có Defuse rồi nha, Defuse Manta các thứ rồi. Bên phía team Liquid thì BKB Fury song kiếm này, có mỗi chôn có đồ rồi. Blaston lại tiếp tục bắt đầu vào vị trí Boxy đây, mất Boxy không thể chơi được, quay đầu ngay. Đó, họ buộc phải quay đầu, không có Boxy không thể nào đánh được. Boxy là cái Silent đúng cực rồi, kỳ khó chịu, mà không có Boxy thì hoàn toàn không chơi được. Không phải một cái Silent đâu, hai cái Silent. Hai cái Silent. Đó là lượng khống chế cực kỳ cần thiết mà các thành viên phía team Liquid họ có trong cái ván đấu này. Chính xác, hai cái Silent, hai cái Slow và một cái Hút. Rất là nhiều impact của một con Void. Con Void chết rồi thì thôi, di chuyển lùi về đi, hợp lý hơn. Bây giờ thì với việc đã đánh Odin và trôi qua Long và cảm thấy nó không còn hiệu quả nữa, Liquid họ sẽ chia ra để farm. Họ sẽ bắt đầu lấy cho mình cái lượng tài nguyên. Ít nhất SD cần phải có cho mình gậy xanh. Với Invoker thì có lẽ là cần phải đạt cho mình cái lượng level hơn nữa, khi mà anh ta cảm nhận việc trôn qua lóc thiếu đam rồi. Bắt đầu thiếu đam. Khó quá nhờ, Invoker game đấu này hơi thỏ. Đầu game anh ta đi lane ổn đấy, nhưng mà anh ta chủ động nhường spec lại cho trôn. 18, 9, 7k net change lên ở đây. Doom liệu đã bị nhìn thấy hay chưa? Có một con Watt trên đồi của team Liquid, hướng thẳng lên một cái Ice Cady luôn. Kaito game đấu này có spec, mình nghĩ là đồ cũng được. So với một con Troll có Fury, chắc chắn này farm không thể nào bằng được rồi. Đồ này ổn định rồi thì có cái Ice Cady kết hợp với cái Doom, Horn các thứ khỏe, khá khỏe đấy. Rơi ra một cái Titan Sliver, Titan Sliver này dành cho Doom cũng được. Anh ta cầm một cái kiếm lú đi, bóng khỏe hơn. Tiếp tục lại một tình huống phi ra đến từ vị trí Boraniza, và lần này anh ta có cho mình một cái run double dam. Các thành viên ở phía team Liquid họ thực sự phải cẩn thận trong tình huống này. Khi mà đối phương đã hoàn toàn cooldown xong cho mình bộ skill rồi. Sở mốc này. Nhưng mà có Doom, có tất cả skill của team Mood Golem nha. Cái quan trọng là không được để bị bắt người lẻ, và đây rồi một tình huống di chuyển vào bắt người lẻ thành công của tôi. Quả bóng này lăn quá tệ hại đến từ vị trí Sadia, chắc không thể chơi được một con Bago như vậy và lăn ra phía sau kết thúc mạng Oracle. Nhưng anh ta cũng đã hoàn thành xong công việc của mình rồi. Liquid bỏ tới hai mạng ở đây và họ đang phải rút chạy. Và Boraniza có muốn lao tới nữa hay không đây, và các thành viên bên phía team Liquid họ sẽ lùi về rồi. Pha này em nhìn chôn không, đấm một mạnh chết Doom luôn, tức tưởi một pha bát. Thế là Doom đi luôn, không kịp Doom, không kịp làm gì, sẽ phải buyback ra để ăn Corosa này. Bài bách ra để có thể contest con Roshan này. Nhưng Invoker lại bị bắt lẻ ở đây, anh ta bị silent và phải chạy với ngay Storm kéo áo ngược lại với tôi. Xong rồi, mất cuối và lên bảng đếm số tới 50 giây. Và các thành viên phía mắt Golem họ sẽ tiến ra khu vực hàng Roshan thôi. Không còn lý do gì để mà họ không ăn cho mình cái con Roshan này cả. Lại là quay va anh em ạ, đi lỗi rất là nhiều để Storm bắt được. Không, và bây giờ thậm chí Fata còn trộn được cả EMP. Không phải Fata, Milan. Trộm được cả EMP. Bây giờ cái khả năng mà rút mana đến từ các thành viên phía mắt Golem nó sẽ cực kỳ nhiều. Từ một con Spec có đi full, xong lại còn có cả EMP nữa. Nếu mà pha bị túm cổ lại đặt cái MP ra thì mình nghĩ là chuẩn xác thôi. Pha đấy thì chôn đánh solo luôn, bật bắt tờ tre lên đấm cho ba không tình nổi anh em ạ. Có bát thôi mà. Lại là đây, lại bắt được vào vị trí Boxy rồi. Được úp lại để có thể cover nhưng Storm và anh ta quay ngược trở lại luôn để có thể confirm đi. Cái Q này vẫn đang cố gắng chạy nhưng cái lượng đam đốt đến từ Infernal Blade và một cú Purifying Flame. Rồi tạm biệt vị trí Boxy. Taiga liệu có bị nhìn thấy rồi anh em ạ. Taiga, ui, có con mắt ở đằng sau. Thấy tí tí thôi, cũng là đủ rồi. Đủ lượng sai để anh ta êm vào. Mama và Boraniza đang đánh cực kỳ khéo tay trong một cái lineup mà họ thi đấu cùng nhau như thế này. Bảo mà, Baba là một người chơi offlane, tài ở một anh em ạ. Ổn, đánh rất là ổn định luôn đấy. Đấy, tiếp tục đẩy tới khu vực land mid rồi. Với lợi thế con xe, các thành viên của phía team Liquid họ sẽ phòng thủ như thế nào đây? Cần phải đẩy người ra nhưng ai sẽ là người chịu khổ? Isania không thể đép được. Một con Pago không thể có skill để đép nhà. Chắc chắn là không đép được. Troll và Invoker thì Invoker đánh theo đường băng set, làm gì được những con creep đây? Khó chịu một chút thôi, chứ bảo là đếp nhà đối với cái lab này hơi khó. Pango không có đồ, chủ yếu là dùng cái xoay cái lăn bóng của mình.
trận đấu này khả năng cao Doom lên cho mình với Sivagat. Trôn á, liệu có nguy hiểm quá không nhỉ? Gọi là mạo hiểm quá không của Buran Ninja không? Lượng network giữa Trôn và Spec nó đã thu hẹp lại rất ngắn rồi, chỉ còn kém khoảng hơn 2k tiền một chút thôi. Nhưng mà như thế thì nó khiến cho con Spec nó mạnh hơn con Trôn. Vấn đề là ba co của Wood Golem kìa. Đúng rồi. Rất là giàu. Trôn thì anh ta chỉ có thể êm vào một mục tiêu thôi, còn Spec thì khác. Một cái hòn ra sẽ làm phá toàn bộ cái đội hình combat với phía team Liquid. Và như anh em mình đã nói từ đầu rồi, Liquid về tầm thời điểm mid lên game họ rất thiếu đam. Họ phải dồn chuẩn chỉ được đam, kết thúc đi được một mục tiêu thì họ mới có cơ sở đánh tiếp với bốn thành viên còn lại. Như anh em đã nói thôi thì cái lab của Mugrem dễ đánh hơn hoàn toàn mà, đúng không? Đúng rồi. Cái lab của Liquid thì phụ thuộc vào Trôn nhiều quá. Lab của team Mugrem đánh linh động hơn, bắt lẻ, dễ dàng. Quay và chủ động không giết con gà của Spec, kiểu như là check con gà chỉ mang cái tele thôi. Thôi xong rồi. Không, vào đây bớ ngay lại vị trí Trôn qua lock. Và lần này họ mất cả con hero, còn liên tục là những tình huống bị bắt bớ. Họ chết lẻ rất nhiều người. Bây giờ các thành viên về team Liquid cứ mất một mất hai như thế này, đội hình đã khó dồn nam rồi lại còn mất người, bây giờ thì sẽ không thể nào đép được đến từ các thành viên về team Liquid. Mà mất người không phải là người giàu, à người nghèo, mà là cái thằng giàu nhất luôn. Đúng cả rồi. Nhà cả cửa có mỗi con Trôn farm được lại chết thì đép nhà kiểu gì nhở. Game đấu này mình nghĩ là Wood Golem thắng rồi anh em ạ, 80% là thắng rồi. Có Spec dead game thì anh em khỏi phải nói. Lốc đối phương ra nhưng mà đối phương lao thẳng vào trong nhà rồi. Invoker tự lốc bản thân mình lên, bây giờ chạy đi đâu đây? Đánh quá hay từ Buran Ninja vào đó. Unstop này một cực kỳ xứng đáng. Tiếp tục anh ta tiến vào vị trí Bopsy. Vẫn còn là double đạp trên người và đó sẽ là cái chết cho vị trí Bopsy thôi. Pha tả cọ cho mình vào Bopsy. Tiếp tục Buran Ninja đang né những cú lăn bóng từ Isania. Bằng cái lăn bóng này thì làm gì có đam để có thể cản trở vị trí Buran Ninja đây. Skinter thì không bận tâm quá nhiều, anh là tiến tới những cái trụ công trình rồi và sẽ hủy diệt đi toàn bộ rách khu vực landmark các thành viên từ phía team Liquid. Có anh em trên chat hỏi là tại sao MOBA rời khỏi Erlen thì mình nhớ không nhầm là Loda muốn S4 về đánh cho Erlen lại, muốn kích 33 nhưng mà Fata chủ động là đi theo 33 luôn, thế là hai người rút áo ra đi anh em ạ. Skitter level 23 và anh ta còn cầm chi cơ, không cần cầm lắm. Viên Aegis, anh ta rất cứng rồi. Quá cứng luôn ý. 34 giáp, cộng thêm cả skill 3 nữa, kháng đam. Khó, bây giờ giết một con Spec bây giờ chứ không thể đâu. Thường lên một cái Satanic của Trôn hợp lý thôi để đánh với Doom. Nhưng mà cái lượng gold nó chênh nhiều quá rồi. 20k net chênh lên và bây giờ thì Spec anh ta cán phẳng khoảng cách về lượng network với cả vị trí của một con Trôn Warlock trong tay Mickey thôi. Chủ động sầm mốc kéo, cố gắng vớt vát lại được tí nào hay tí ấy. Ganh vào một Spec không? Spec thì chưa có hon, có cái chi các thứ, cô vẫn ganh được đấy. Wow, Spec anh ta né được một tình huống lốc nhưng ăn chọn cái EMP vào người, mở giáp phản lên và cái lượng đam kìa, họ đang đánh vào một con Spec nhưng mà gần như họ đang tự vào mặt mình. Tiếp tục Storm bay tới, Mickey kết thúc đi được vị trí của Spec nhưng không sao cả. Spec lại lao lên với cái hòn của mình. Anh ta di chuyển tới và Buran Ninja kết thúc từng thành viên của bên phía team Liquid một. Và đó là 4 người lên bảng đếm số, còn lại mình Insania thôi. Đép kiểu gì đây? GG thôi. Một pha bên hàng cực kỳ ngon. Ok, tôi chết một mạng nhưng mà tôi vẫn còn hòn. Tôi bài bạn sẵn sàng bài bắt ra và hòn chơi gần cực bãi lâu bắt luôn. Đúng rồi. Một mạng bài bách mà đổi tới 4 mạng của các thành viên bên phía team Liquid thì thực sự nó rất đáng đổi. Chính xác. Đổi cả ngày thì cũng đổi. Có lẽ là lên thẳng một high ground thôi. Liquid không còn cơ hội nào trong game đấu này. Chiến thắng 1-0 cho các thành viên phía Mad Golem. Game đấu này thì Mad Golem muốn chiến thắng anh em ạ. Không có tí hope nào cho Liquid thực sự. Để sang game 2 đi. Xem cái lượt ban pick nó ok không. Lượt ban pick trong đấu thứ nhất này mình nghĩ là Liquid tự hủy. Khó rồi, bài bách ra đến từ Trôn Warlock của họ muốn chơi cho mình. Đó là một tình huống combat cuối trăng nhưng đầy lại phi hết sạch xăng. Một trúng thẳng người này, đó là một con Tago và chết luôn. Godlike được cho vị trí Buran Ninja. Pha đấy là vừa sinh đấy, mana cũng vừa hết, đủ ra đặt tập cái bóng cuối cùng. Anh Pango chủ động lock mình lên nhưng mà lúc xuống thì dính cái bóng là đi luôn. Ôi thôi sao kia, có phải là một con Doom cầm cho mình cái gậy xanh không ạ? Và thôi tạm biệt Trôn. Nhìn Doom kìa,
không được rồi. Đuối lắm rồi. Cầm một cái hút stop của con Centaur ở trong rừng. Ước gì S4 đánh con Doom nó như này. Anh đang ước. Anh đang thổ. S4 cả anh Super Hiếu thì thôi. Tôi đang ước anh em ạ. 3-3 nó vẫn là một cái người chơi top lane. Anh phải để ý là người ta pick Doom xong người ta phải pick Rubik luôn. Cái tránh trường hợp xảy ra. Đánh cẩn thận thôi như thế. Doom thoải mái luôn. Doom giảm carry đối phương không sợ bị trộm cắp gì cả. Và đó là mạng lên bảng đếm số tới 115 giây của Chu Long. Và bên phía của Mắt Golem họ thoải mái khu vực lên mid thôi. Quậy phá tung hoành và Liquid họ sẽ đánh kiểu gì đây? Chắc chắn là sẽ thua thôi. Không còn một cửa một lối đi nào cả. Tiếp tục lao thẳng vào từ Boranisa. Anh ta đã có từ cái vote line rồi. Anh ta chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể là Beyond vote line luôn đấy. Không thể Beyond vote line cho vị trí Boranisa. Tiếp tục êm vào nào Oxy. Chạy đi đâu đây? Đứng lại đây nào. Đá lửa mén theo thì thằng tiếp tục. Đó là một cú blast ra thì không ăn thua rồi. Lốc mới vương lên thì đó chỉ là một spec thôi. Boranisa vẫn đang tha hồ quẩy sóng đây. Đang tiếp tục có cho mình Beyond vote line nữa. Và ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Taiga có mà chạy lên trời. GG tự bút bản thân mình lại để bảo toàn mạng sống nhưng mà nhà chính chưa nổ. Các thành viên bên phía của team Golem vẫn đang tận hưởng.